xong. Hôm nay thì hai vợ chồng có một chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang, thì vừa xuống sân bay thì rất mưa rất là to. Và nàng đã đi để xuống sân. Thôi, khai cho mà thực tế. Không phải thực tế, tự nhiên đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi taxi vào trong phố nhé. Dưới này thì
dùng xúc tắc á, ngon. Bạn nào đến Nha Trang nên thử món này không? Cái không gian ở đây thấy là nó tương đối là sang trọng. Đúng rồi, cái sản phẩm sao này thì sang trọng. Phê. Nếu mà nhìn sơ qua thì phong cách châu Âu một tí xíu, với những cái đồng hồ vàng đường nét cổ điển của ghế salon bên tá trà.
Một chai champagne với lại trước đấy là ba lon bia nữa, phê rồi, không nói gì được. Trời ơi, nghe vậy mà dân nhậu chắc người ta cười quá. Ngày thứ hai tiếp tục mưa dầm về như tơi tả, mưa không còn gì đâu. Trời ơi, ngày số nhỏ. Bây giờ đã là gần 12 giờ và tìm quán ăn trưa. Rồi định cả tí nữa sẽ đi gặp Anna để là chụp hình. Nhưng mà bạn thấy đấy, mưa to rồi. Không biết thì chụp ngoài trời trong nhà đây. Chúng tôi vỡ mộng về kỳ nghỉ lần này, về những ánh nắng đẹp và bãi biển xanh, cộng với những bộ đồ tắm thật là sexy gợi cảm. Bây giờ thì thôi, chủ ngu. Đi ăn đã.
Đúng rồi. Đúng ngày hôm nay 13. Còn về đúng được em khách sạn. Anh đi được. Bây giờ thì hạnh phúc hơn rồi, tại vì lâu lâu nó mưa một tí thôi, nhưng mà trời quang nhiều hơn. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi chụp hình thật sự là thú vị. Để đi về trung tâm thành phố. Hiện tại trời vẫn đang mưa, không mưa lớn như buổi sáng, chỉ mưa phùn. Nói làm gì cho mình như đoàn cơm thất trận đấy, chả có ai thời trang như mình cả. Never thought it could get easier. You make me feel. How you feel better? First time in Vietnam. I feel good. It would be nice if the weather was good, but at least we have a good company. Xin chào, mình thì vừa mới đến kiến xa của chị Hoàng Quyên, một trong những người bạn rất là thân thiết với Thi ngày hôm nay. Đặc biệt là Thi còn dẫn cả Anna, Gavi, rồi Vera và Amrei cùng với ông xã mình, cùng với Un là đều đến đây để trải nghiệm và được làm dịch vụ ở đây, và cảm thấy rất là hài lòng. Bây giờ thì ai cũng thỏa mãn. Và chúc cho Kiến Spa sẽ ngày một phát triển hơn, nhiều khách hàng hơn và là một địa chỉ tin cậy cho tất cả mọi người yêu thích spa, dịch vụ làm đẹp. There's some definition, so they don't just pass me by. I give you this true admission, and you took me by surprise. You made the world little. Không ngủ mà. Nói chung là bây giờ mình tạm quên cái vấn đề mấy người này lo lắng về ngày mai học đi đâu hay không, thì mình ăn đã. Thì nếu phải chọn vậy.
yên tĩnh. So optimistic. So optimistic. Chơi đàn, tuy là chơi đàn không hay lắm nhưng mà vẫn thích chơi đàn. Thi thì vừa mới tạm biệt những người bạn của mình, họ tiếp tục sang Bangkok để tìm kỳ nghỉ có nhiều nắng hơn ở Nha Trang. Còn ngày mai thì Thi, ông xã và Um sẽ đi Hà Nội để cho show cuối năm là Tết Vạn Lộc. Và bây giờ thì relax với đàn piano. Bye.